tên là gì nhỉ? Kệ. Nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để làm gì? Jiraki. Lại là Ducky, và sau nhiều lần đã bị trói buộc thì thử đoán xem hôm nay thằng Ducky này có thể nói được gì. Three of them say to me, baby I choose this round. Đi rồi thì chú vịt vang lại làm cho cả sở thú nhịp nhàng. Nhưng mà rồi một ngày vịt bị cuốn phăng đi, quên đi bao nhiêu yêu thương xung quanh chỉ để chạy theo đâu.